Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu. Và ngày hôm nay thì Trường Thành Audio rất là vinh dự nha. Có hai mẹ con cô Hồng tận Lâm Đồng xuống showroom của Trường Thành Audio để test thử và mua sắm một bộ dàn âm thanh. Và ngay bây giờ nha, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với Quang Trường, chúng ta sẽ trò chuyện một chút xíu với cô Hồng, với anh Tường nha. Và sau đó thì sẽ tìm hiểu về cái bộ dàn âm thanh. Ngày hôm nay thì cô Hồng đã từ tận Lâm Đồng xuống dưới này. Vâng, con chào cô. Câu duyên nào mà ngày hôm nay cô có nhu cầu mua bộ dàn và lại muốn qua hẳn trực tiếp showroom cả bên con để test thử chất lượng bộ dàn âm thanh? Thì nói chung con cũng ở đây. Dạ. Rồi cô cũng đi xuống thăm con. Dạ. Rồi cũng muốn mua một bộ dàn được một tí để về hát karaoke cho vui mà. Dạ dạ. Rất là tuyệt vời. Và khi mà cô đến showroom ấy thì bên con cũng gần như là tư vấn cô rất là đầy đủ. Nhiệt tình. Vâng. Con rất nhiệt tình. Dạ. Cô thích, rất thích. Dạ. Vì trong âm thanh thì con cũng chia sẻ với cô ấy. Như nãy con cũng trước tiên thưa quý vị và các bạn là Quang Trường, kể cả quý vị khác cũng vậy thôi, hoặc là cô Hồng thôi. Khi cô đến showroom thì chúng con cũng đều phải hỏi để biết rõ được cái nhu cầu ấy, nhu cầu sử dụng của cô. Ví dụ như là ngày hôm nay chẳng hạn là cô qua showroom bên con thì cô bảo là cô hát nhiều và nghe ít. Thì, đúng rồi, cô hát nhiều cái này. Nhưng mà cái cô thích lại thích xem trên những hệ thống bên con thì lại có một cái dàn loa cây. Nhưng mà dĩ nhiên là khi sử dụng thực tế thì chúng con lại phải tư vấn cho cô những cái cấu hình ngày hôm nay là một hệ thống là chuyên để hát nhiều hơn. Đúng rồi, con hỏi cô là cái loa cây đó là nếu mà nghe thì hay hơn hát. Dạ, còn cái loa thông bên kia là hát nhiều là hay hơn nghe. Đúng rồi cô. Cho nên cô chọn cái loa thông. Đúng rồi, nó đa năng hơn. Đa năng. Tức là cô nghe nó cũng rất là ổn bởi vì nó có đầy đủ hệ thống mà. Đúng cả rồi. Loa sắp nữa. Rồi mình hát thì cái âm lượng karaoke, cái công suất nó lớn hơn. Đúng nên rồi. Cô sẽ không sợ bị rè loa, bị cháy loa. Dạ. Và thì sau khi mà cô trải nghiệm xong hết ấy, thì cô có cảm thấy là yên tâm không khi qua bên con? Cô thấy yên tâm. Dạ. Cô thấy yên tâm, cô sẽ mua. Dạ dạ. Ok thì lát thì bên con sẽ làm thủ tục cho cô nha. Hóa đơn cho cô. Rồi, rồi, dạ. Okay. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì Quang Trường sẽ bắt đầu cùng quý vị và các bạn nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu bộ dàn ngày hôm nay cô Hồng chọn Trường Thành Audio thì bao gồm những thiết bị nào. Đây, thưa quý vị và các bạn, không xa lạ gì với chúng ta, đó chính là một cái hệ thống bộ dàn combo bán rất chạy tại Trường Thành Audio trong thời gian qua. Và với combo này thì chúng ta sẽ được trang bị một cặp loa đến từ thương hiệu CVS nha mọi người, XB12 Little. Đó, vừa rồi cô Hồng đã test thử rất là kỹ rồi cùng với anh Tường là con trai của cô. Và để chúng ta đi với cặp loa này thì trong hệ thống này ba way chúng ta lại được trang bị thêm một chiếc loa sắp điện ạch tích nha mọi người, cũng đến từ thương hiệu CAVS, và đây là mẫu loa bass 40 nha mọi người. Với cái hệ thống loa bass 40 của CAVS này kết hợp với cặp loa full, trong cái tầm giá này thì cái chất lượng âm thanh cũng khá là tốt nha mọi người. Tiếng bass rất là uy lực này, giải trầm khá là tốt trong cái tầm giá này. Bởi vì CVS là một thương hiệu của Mỹ. Và trong cái hệ thống này thì chúng ta có rất nhiều những sản phẩm thông minh nha mọi người. Như là chiếc cục đẩy công suất quý vị này, VA2600 của thương hiệu Vantasa. Và với một cặp loa full bass 30 XB12 Little thì chúng ta sẽ được trang bị một chiếc cục đẩy công suất này. Mỗi kênh chúng ta sẽ chơi một cặp loa full, một chiếc loa full. Và trong cái hệ thống này chúng ta lại được trang bị một chiếc vang số thông minh cao cấp đến từ thương hiệu Vantasa ở V6 Pro. Với dòng sản phẩm này thì cái chất lượng âm thanh của nó rất là hay, rất là chi tiết nha mọi người, thiết kế độc quyền của Vantasa. Với những dòng V6 Pro thì chúng ta sẽ khai thác được cái giải âm của nó rất là sạch, rất là chi tiết, bởi vì cái chip giải mã của nó do DSP sản xuất và phát triển, giải nén tối đa lên tới 64 bit nha mọi người. Và với một bộ micro không dây không thể thiếu được khi cái nhu cầu của cô Hồng là muốn hát nhiều này, thì chúng ta sẽ được kết hợp với một bộ micro không dây đến từ thương hiệu Vantasa T500. Và với một bộ micro này thì sẽ có hai tay micro đi kèm nha mọi người, thì hát cái tiếng nó rất là sạch, rất là chi tiết. Và khi chúng ta chỉnh thì sẽ có rất nhiều chế độ để chúng ta chỉnh cho tùy vào cái tông giọng của mỗi người hát khác nhau. Và đây bây giờ Quang Trường sẽ hỏi thêm cô Hồng một chút nữa là vừa rồi thì cô cảm nhận thế nào về cái chất lượng âm thanh nha. Đó, còn sẽ hỏi trò chuyện tâm sự cô thêm một chút nữa. Chất lượng rất là thanh. Dạ. Cô thích đó. Dạ dạ. Bởi vì con cũng thử cho cô qua mấy thể loại thì nhạc. Cô cũng hát qua rồi. Dạ. Cô thấy cũng được. Dạ vâng ạ. Cũng nói chung lại là
con chỉnh cho cô nhà một tí xíu nữa là được rồi. Vâng, bởi vì thực ra cô Hồng, thưa quý vị các bạn, cô Hồng năm nay cũng khoảng 60 tuổi rồi. 60 rồi. Nhưng mà nhìn cô rất trẻ và giọng cô rất là tốt nha mọi người, giọng cô hát rất là tốt. Nhưng mà cô muốn là chỉnh cái chế độ hát nhẹ. Dĩ nhiên là trên cái hệ thống bên con này này, với chiếc mixer số V6 Pro này, thì nó có rất nhiều cái chế độ để chỉnh nha cô. Có 4 chế độ để chọn nhanh này, cô dùng cái gì mod, cô kết nối, cô chỉ cầm bấm 1, 2, 3, 4 là nó sẽ loát ra các chế độ. Đó, và bên con sẽ cài cho cô một chế độ, tức là nó sẽ hỗ trợ nhiều cái echo reverb á. Nó hỗ trợ nhiều thì có khi cô chỉ đọc nhẹ nhàng thôi, âm thanh nó khác đẩy lên. Đó, hoặc là có những cái chế độ mà tổng hợp. Ví dụ khi anh Tường về mình sử dụng vậy thôi. Có một chế độ tổng hợp có thể cho những người hát có thể là được được một chút, họ không cần nhiều echo và reverb quá, thì bạn bè mình đến nhà mình vẫn có thể là phục vụ để cho bạn bè hài lòng được, ngoài cái góc độ là mình sử dụng cho gia đình mình ra. Dạ. Nhưng mà thay mặt Trường Thành Audio nha, bên con ngày hôm nay cảm ơn cô và anh Tường rất là nhiều đã đặt niềm tin vào bên con từ tận Lâm Đồng rồi xuống tận quận 7 Hồ Chí Minh. Có một cái quãng đường rất là xa, khoảng tầm bao nhiêu km cô? 300 mét. Ồ, 300 km. Rất là tuyệt vời. Thôi con cảm ơn cô nha. Chúc cô và gia đình mình là sẽ được giải trí thật là hạnh phúc bên Campbell này. Và khoảng tầm tin tưởng thì cô giới thiệu cho. Dạ vâng ạ. Cô học hay thì cô phải giới thiệu cho con chứ. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn nha, đã dành thời gian để theo dõi clip ngày hôm nay giữa Trường Thành Audio và khách, một vị khách rất là đặc biệt, đó chính là cô Hồng và anh Tường đến từ tận Lâm Đồng. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn thân yêu. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.